Khâm nhẫn ba la mật là gì? Khâm nhẫn ba la mật tức là do mình nghĩ đến sự giải thoát giác ngộ mà mình khâm nhẫn. Mục đích ấy, vì mình nghĩ đến sự giải thoát giác ngộ mà mình khâm nhẫn. Ví dụ như nó đánh mình, nó chửi mình, nó ức hiếp mình. Hả? Như trường hợp một cái câu chuyện tiền thân là lúc bây giờ Đức Thế Tôn là con voi chúa, mà nó có một cái con khỉ đó, nó có cái trò chơi ngẳng là nó leo lên trên cây cao đó, rồi nó phóng uế lên trên đầu con voi chúa. Thì con voi chúa suy nghĩ đó, nếu như mình mà giận dữ, nếu như mình giận dữ thì mình sẽ có lỗi đối với phạm hạnh. Bản thân sự giận dữ nó là một lỗi lầm nha.